Chí Minh về buổi tối. Lật đổ cộng sản nên bây giờ phải chạy cho các bạn. Rồi các bạn thấy không, thành phố Hồ Chí Minh về bây giờ cứ khoảng độ 8:30, rất thanh bình. Bọn nó bảo là hôm nay chúng nó lật đổ đảng cộng sản, nhưng mà các bạn thấy không, những người dân buổi tối vẫn cứ đi ra đường bình thường. Và tôi cũng đi ra đường xem là khung cảnh ở ngoài của thành phố Hồ Chí Minh ở ngoài đường ra sao. Và hôm nay sẽ đi xuyên tâm thành phố, từ trung tâm thành phố quận nhất cho ra tận đến khu phần khu vực chỗ đấy thuộc diện Gò Vấp, phần mềm công chung ấy, để xem nào. Vâng, đây là đường Trương Định, đây mới là quận 3. Thành phố vẫn thanh bình. Rồi, một lát nữa ra nó kênh Nhiêu Lộc thì mới đẹp. Kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, đó là con kênh ngày xưa là của Hòn Ngọc Viễn Đông Sài Gòn đấy. Bây giờ coi như con kênh người ta làm cải tạo rất là đẹp. Mà dự án đó tôi xin thông báo với các bạn là dự án đó là do nhà thầu Trung Quốc làm chủ đầu tư chứ. Ngày hôm nay không thấy biểu tình đâu cả, thì thấy coi như là mấy em dâm chủ quậy coi như là vào kho thôi. Khổ, tôi có hai ông đồng hương thần kinh là ông Châu La Khải, quê người Nam Định, người bảo quê Hà Nam, với ông Trần Trúc thì nó gọi là hâm nặng rồi. Hôm nay coi như là cũng vào kho luôn. Tôi vào đấy xem là công an cho các ông đi chữa bệnh tâm thần đi. Bên đường là đường Hoàng Sa Trường Sa. Thành phố vẫn yên bình. Mà đi vòng vòng xong có cái ông có xem có dân biểu tình ban đêm không? Sắp hết ngày mùng 4 rồi. Cộng sản chẳng thấy sụp đổ gì cả. Thành phố quá yên bình. Hôm trước thì bảo ông Trần Trúc nói rất thật, và ông bị coi như bệnh thần kinh hoang tưởng một tí, tôi lên trên bệnh viện tâm thần Biên Hòa để tình đồng hương đồng khói, anh cho ít tiền để mà vào bệnh viện, nhưng mà ông cứ tưởng là nó dối, ông không nghe đấy. Hôm nay
Ông lên đây cho ông vào kho luôn. Ngô Văn Dũng ủng hộ lắm, đi từ xuống ở dưới Tây Nguyên lên đây rồi bị công an đưa ngay vào phường Bến Nghé, và từ phường Bến Nghé đưa đi đâu không biết. Cho công ấy vào uống nước trà luôn, công muốn như thế, muốn thích coi như nằm ngửa ăn sẵn. Các bạn thấy không, thành phố vẫn cứ đẹp. Bạn tôi đang lái xe thành công là không thể cờ để ấy, để máy cố định. Bên trái là cái bờ kênh, cái đường Hoàng Sa Trường Sa bây giờ nó đẹp, nó có như là thủ tướng Canada sang đây còn chạy bộ chéo dọc hai bên bờ kênh, hai bên bờ sát là nơi dành cho người đi bộ, người tập thể dục. Hôm nay đây sao đất nước chọn niềm vui. Còn cái thằng Thể ở Cần Thơ chắc nó phép nó chỉ chạy qua cái đoạn mà cầu cầu Cần Thơ thôi, chứ nó đâu lên trên Sài Gòn này. Nó lên trên Sài Gòn hôm nay lượm hết, an ninh thành phố Hồ Chí Minh hôm nay làm rất chặt. Thằng Ngô Văn Dũng biển mặn lên đây là bị lượm ngay. Những ngày này là chúng nó thuộc dạng kiểu theo dõi số 1 rồi. Còn mấy thằng bố láo bố tuét nữa, chúng nó nói coi như là đêm nay chúng nó sẽ biểu tình. Những người dân Việt Nam hiện nay người ta tỉnh táo lắm, xuyên tạc bóp méo sự thật, ai mà nghe bọn chúng. Thành phố Hồ Chí Minh rất yên bình. Tổng chào tất cả các bạn nhé. Đang lái xe không biết bạn nào cho bạn nào cả. Thì sẽ thắng hung tàn thôi. Camera giám sát tốc độ giới hạn 50 km. Đất nước đang yên bình, đời sống nhân dân càng được nâng cao. Kinh tế Việt Nam hiện nay đang phát triển, tốc độ phát triển rất là tốt, đứng hàng thứ nhất, thứ hai trên thế giới. Mà chúng nó hò hét cái gì, lật đổ cái gì. Người dân Việt Nam trình độ hiểu biết về chính trị càng ngày càng được nâng cao. Những đợt vừa rồi tôi thấy là các cấp chính quyền người ta mang những cái giấy tuyên truyền về tận các hộ dân, chứ người dân người ta đọc ra thì người ta sẽ hiểu. Chứ còn đợt trước mùng 10 tháng 6 á, thì hầu như cái sự tuyên truyền là không có. Thì một số người dân người ta nhận thức người ta chưa tốt, người ta nghe theo cái lời xúi dục của bọn nó thôi. Lần này nói chung là sự tuyên truyền tốt, kết hợp với sự tăng cường của lực lượng an ninh nữa. Thì các bạn thấy không, thành phố yên bình. Không có một điều gì cả. Không biết mai thằng Tân Thái, Benny Trương
Lost Down, David Lê. Không biết chúng nó có cái lỗ nào chúng nó chui xuống. Quá nhục nhã. Dọc đi cái đường Hoàng Sa. Ngày xưa đây là cái dòng kênh thôi. Bên trái đường là đường Hoàng Sa, ngày xưa là dòng kênh, cái kênh thôi của Hòn Ngọc Viễn Đông. Bây giờ là một dòng sông, hai bên bờ dòng sông xanh, hai bên bờ cây cối, lối đi bộ rất là đẹp. Công trình này thì tôi nói các bạn, nói lại các bạn nhé, là do Trung Quốc làm chủ đầu tư. Con sông này chạy dài từ quận Tân Bình lên trên tận mép sông Sài Gòn, đoạn qua Sở Thú quận nhất. À, đến đây là kết thúc cái dòng kênh điểm cuối, còn lại nước ở dòng kênh qua cái hệ thống nước thải của thành phố, nhưng mà người ta cũng có xử lý. Tối ở đường phố vẫn cứ nhộn nhịp, người người đi lại yên bình. Trong cái vùng nội thành này thì không thể mở rộng được, mở rộng thì phải mở rộng trong vùng ngoại thành nữa. Mấy con dặn dẹp mà nó vào đây, các bạn ở trên diễn đàn xử lý dùm nhá. Thành phố vẫn thanh bình, vẫn đẹp đẽ, cho dù bọn chúng bảo là ngày mùng 4 tháng 9 chúng nó sẽ lật đổ Đảng Cộng sản, chúng nó về đây kế hoạch gớm lắm, cướp sân bay Tân Sơn Nhất này, cướp đài truyền hình HTV này. Không biết bây giờ chúng nó cướp được cái gì. Rồi, xin chào anh Trần Siêu, chào tất cả các bạn, chào Nguyễn Xuân Long. Chúng nó ở bên kia chúng nó ngáo, gọi là ngáo ảo tưởng chính trị. Mẹ toàn mấy thằng coi như đi rửa chân đòi làm chính trị, đầu óc thì ngu si đần độn không biết một cái gì hết, đòi coi như là lật đổ Đảng Cộng sản, về đây coi như lãnh đạo nhân dân, hiệp lắm, đúng là lại các bố. Cho mấy bố lãnh đạo đất nước Việt Nam thì coi như trong vòng một ngày đất nước tan như mây khói. Mấy bố ở bên kia coi như là chưa có động đến lông chân của Đảng, về giết hết người này giết người khác, lên kế hoạch giết hết, kinh quá.
nghe các bố nói sợ. Mấy bố ba que ở bên kia với mấy bố dân chủ quậy trong nước này, các bố đã bàn kế hoạch này. Giết người này giết người khác này. Cái bọn ngu si đần độn rốt nát mà lại man dợ này. Đã phát triển rất mạnh mẽ. À, anh trên tài lê đến chỗ phần mềm con chung anh ơi, lấy cái bãi xe lấy một chút quà ở ngoài Bắc gửi vào mà. Bây giờ có thời gian lúc nào mà có như nhậu ấy như trên Tài Lê nhỉ? Khu vực ấy quận 12 đấy. Quận 12 thì cũng gần gần như anh trên Tài Lê ở quận ở Gò Vấp. Bây giờ mà đụng xe vào ai cho nó bảo là coi như ông bằng vác xe ra ngoài coi như gặp bọn dân chủ như dùng xe đâm vào. Bây giờ chúng nó chỉ nhè ra một tí thôi, chúng nó sẽ xuyên tạc khiếp cái sự xuyên tạc của các ông. Đây là đường Trường Chinh nhá. À, Cộng Hòa. Vẫn coi như cộng sản, coi như đi lấy đồ ở ngoài Bắc gửi vào. Ồ vậy, ăn đồ Nam chán thì bây giờ này thèm đồ Bắc. Trong này coi như là không có đồ ăn, phải bảo bố anh em ngoài Bắc gửi đồ vào, không giờ trong này chết đói đến nơi rồi. Đây các bạn thấy không, đường Cộng Hòa cái đoạn này rất là đẹp, hai làn đường. Dân chúng đi xe máy biểu tình đông thế. Lúc tối xem cái kênh của bọn dân chủ, mấy thằng dân chủ lên nó nói tức là cứ một người xuống được, cứ một người là một chiếc đũa, nhiều người thành một bó đũa. Đây dân đi biểu tình đúng là mấy cái thằng đúng là ngu đần rốt nát. Nhiều khi là nghe chúng nó mà không phì được cười, như là chúng nó diễn một cái vở hài kịch. Và đây là cái cầu vượt Cộng Hòa. Đi qua chỗ này là chỗ nào? Chỗ gần nhà chị Vân. À, đây là chỗ của khu vực quân đội. Bây giờ đi gần đến nhà Vân. Đây là cầu vượt đường Cộng Hòa ở chỗ coi như là đường Cộng Hòa Hoàng Văn Thám. Sông Hương Tám, ôi rồi ôi, dân đi biểu tình đông thế.
tại. Chứ mà đông thế mọi người phải ra đường biểu tình. Nhiều chiếc đũa quá mà làm sao mà không bó vào được trở thành một nắm đũa. Đây là cửa ngõ phía tây của thành phố. Đang đường đi quốc lộ 22 mà đi ra vùng đi ra Củ Chi, đi Tây Ninh. Cổng chào các bạn nhá. Vâng, xin chào anh Cư Sán Duy Tân. Chào Nguyễn Phát, chào Nguyễn Dung. Đi có việc đi dọc thành phố quay cho các bạn thành phố Hồ Chí Minh, Yên Bình xem là nhân dân có nghe là theo lời chúng nó xuống đường biểu tình hay không. Cứ một hai thằng chúng nó bảo chúng nó đại diện nhân dân, còn mấy thằng ngu si đần độn rốt nát đại diện cho nhân dân, khiếp thật, nói những nguyện vọng của nhân dân. Bọn bên kia thì là mấy thằng, chỉ mấy thằng chống cộng cực đoan. Nhưng bọn nói toàn mấy thằng gọi là mình nói ở đây là mình cũng không nói là tất cả mọi những người mà làm người neo, nhưng một số thằng rất ít thôi. Bọn nói toàn mấy thằng kiểu trí thức thì không có, rửa chân rửa tay, rồi là chúng nó ngáo làm chính trị, rồi ăn tiền welfare. Ngay bản thân chúng nó có đóng góp được gì cho nước Mỹ hay không, vô công dỗi nghề, rồi là bắt đầu lên trên mạng gào thét kích động những người dân trong nước. Bản thân bọn nó rồi cũng là mấy đứa bịp bợm gom tiền của bà con hải ngoại ở bên đó, rồi là gửi tiền về đây một ít thôi. Chúng nó coi như là về đây mấy thằng dân chủ quậy lại chặt một ít nữa, còn đến tay những cái người biểu tình mua nước mua non các thứ thì đáng bao nhiêu đâu. Nó ăn chặn hết rồi, cuối cùng là cái thiệt hại là ở phần đầu phần cuối. Phần đầu là những cái người Việt kiều á, người ta góp tiền cho chúng nó, một là người là chúng nó bị chúng nó ép buộc không góp tiền thì là chúng nó sẽ là gây khó cho cái công ăn việc làm, thì bắt buộc người ta phải cho. Và cái thiệt hại cuối cùng là phần cuối, đây là những người mà ngu ngục nghe theo lời chúng nó cho được 3 đồng vớ vẩn thôi, đi biểu tình thì được mấy chai nước mấy ổ bánh mì thôi, nhưng vào tù thì ai vào tù, là người cuối cùng luôn, là những cái người ngu nghe theo lời chúng nó. Nhưng mà nhân dân mình qua cái vụ mùng 10, 11 tháng 6 cũng tỉnh táo lắm rồi đấy. Ngày hôm nay mấy thằng coi như là Ngô Văn Dũng là mấy thằng thẻ rồi là bọn kia tất cả các thứ xuống dưới đây, có ai mà dân chúng thì có ai nghe thôi. Con đi lên cả trên đường trên đây à? Mẹ, dân Việt Nam đi
vi phạm luật giao thông đường ô tô thì coi như cứ chở con đi vào cái làn đường ô tô. Rồi là khi bắt đầu công an giữ cái bắt đầu giơ máy điện thoại livestream cùng tung ra bên kia rồi như là